Thí xin chào các cô chú bác, các anh chị và các bạn thân mến. Chúc các cô chú bác, các anh chị, các bạn cùng gia đình nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công, thuận lợi tốt, phát tài phát lộc nhiều. Cô chú bác, các anh chị, các bạn của mình hôm nay cùng thí làm món ăn giặt ngon cho gia đình mình đó nha. Đó là mình làm xôi dị. Món xôi dị rất là đơn giản, ngon tại nhà. Mình làm cốc tóc không cần phải tìm kiếm những phụ gia ở đâu xa. Đơn giản ở nhà của mình, có gì mình làm đó. Giờ cô chú bác hãy cùng thấy chuẩn bị làm xôi dị ngon cho gia đình mình, không cần đường thốt nốt, mình cũng vẫn làm xôi dị ngon màu đẹp nè. Mình nấu xôi dị thì mình có 400g nếp nè, 400g nếp mình ngâm qua đêm rồi nè, 120g đậu xanh mình cũng ngâm qua đêm luôn. Đây là nửa muỗng cà phê muối để mình chút nữa mình nấu nước đường là mình sẽ bỏ cái muối này vô cho nó thấm nha. 150g đường cô bác mình ăn ngọt để 200g đường, 20g mè mình rang nha cô bác, 250ml nước dừa. Thì ở đây thì không có lá dứa, cô bác mình có lá dứa sẽ để vô lá dứa mình nấu cái cơm nếp cho nó thơm ngon ha. Bây giờ đầu tiên thì Thí sẽ nấu cái xôi, cái đậu xanh này trước nha, bởi vì đậu xanh này nó rất là lâu mềm. Thí sẽ nấu cho nó mềm xong rồi Thí mới để vô cơm xôi mình nấu chung với xôi. Cô bác thấy Thí để đậu xanh vô là Thí nấu nè. Bây giờ mình không cần nấu nhiều giống như mình làm nhân đâu nha, mình chỉ nấu hột đậu mình nó mềm thôi. Và Thí sẽ rang mè với lại nấu đậu xanh. Mè của mình đó mình rang với lửa nhỏ xong mà nó vàng đều rồi đó, nó gần vàng đều đó rồi mình sẽ thấy cái chảo mình đang nóng là mình tắt bếp nha cô bác. Đó mình tắt bếp xong mà mình rang là cái chảo nóng của mình là nó vàng mè luôn nè, và nó không bị cháy và nó không có bị đen luôn, là mè mình nó rất là thơm ngon. Rồi mình để mè mình vô trong này, mình khều nó xuống hết vô trong này để mình, để là mình lấy giữ hơi nó lại ha. Khi mình làm xong chút nữa cái mè mình để vô cái xôi của mình nó rất là thơm ngon. Thì lấy cái này thì chùm nó lại nè, nó không đi hơi được nè, cho nó nguội bớt ha. Nguội bớt mình sẽ đậy lại. Rồi nó nguội rồi thì sẽ đẩy cái này lên. Đó, để này lên mình đậy nó. Để chừng nào mà xôi của mình chín thì mình sẽ để vô nó ngon. Cô bác cái đậu này thì cô bác phải nấu trước nha, không nấu trước là cái đậu mình nó còn sống á, để vô nếp mình chín mà đậu còn sống á nè. Mình nấu nó mềm nè, nó có chưa được làm nhân đâu, nhưng mà phải nấu thêm nữa. Cái này chỉ là mới mềm thôi, đậu mình mới mềm thôi, có hộp nó kêu mềm nè cô bác thấy không. Đó, bây giờ mình sẽ để vô xôi mình nấu là được rồi, chút nữa xôi mình chín là đậu mình nó sẽ mềm. Giờ Thí sẽ múc bằng nửa đậu này Thí để vô Thí trộn, còn một chút là Thí làm cái nhân, làm cái nhân để Thí này cho nó nằm ở phía dưới chính giữa cái xôi của mình cho nó ngon và cho nó đẹp. Đó, mình trộn như thế này, còn cái này chút nữa mình làm cái nhân, mình nấu cho nó mềm chút nữa mình làm nhân luôn, để mình ép cái phần chính giữa nó có cái lớp á, lớp đậu á cho nó đẹp. Thì bán cái này lên thì Thí cho một phần nửa, phần nửa muỗng cà phê muối cho vô đây. Đó, mình cho nó nấu lại, nấu lại cho nó mềm để mình làm cái nhân ha. Rồi bây giờ cái phần này thì mình chế nước cho mình nấu nha cô. Thì để nếp vô, nước vô Thí nấu cái này, nếp mình ngâm qua đêm rồi ha, mình nấu chỉ nếp xíp xíp vậy thôi nè, đừng nấu nhiều nước quá nghe nó nhão nha cô bác. Đó, nấu lên nhiêu giờ được rồi đó. Còn khoảng nửa lóng tay là nếp mình là được rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào nồi cơm mình nấu ha. Mình để vô cái nồi cơm là mình đậu lượng được, mình thấy dễ ha. Đó, bây giờ mình sẽ đậy chung là mình nấu nó thôi. Rồi, bây giờ xôi của mình nó chín rồi nè, cô bác nhìn nè. Đó, như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi qua mình trên nha. Rồi, bây giờ Thí cái đậu đường vô nha. Thí cho nước vô. Thí cho nước vô để cho cái đường của mình nó ra cái màu màu cánh gái cho nó đẹp. Cho nó cha gam gam màu vàng nâu nâu đó cho nó đẹp, để mình mới để nước chút dừa vô ha. Không cần phải để nước nhiều đâu, mình để ít thôi, mình chỉ lấy cái màu gán nó hơi đẹp đẹp thôi là được. Cho nó cháy cái đường để nó có màu cam cam rồi mình sẽ chế nước dừa vô. Mình thắng cái này mình cũng không có thọt đũa vô mình quậy, mình chỉ nghiêng nó qua lại vậy cho nó cháy, chỗ nào nó cháy kệ bà nó. Để cho cái đường mình nó kéo, chỉ nó sẽ ngon. Cho nó cháy cháy chút xíu thôi là được. Thấy nó kẹo kẹo đẹp đẹp rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ chế dừa vô nha.
Đừng để vàng quá nó sẽ bị đắng. Rồi. Đấy. Rồi chết vừa vô mình sẽ lắc nó lên. Mình không có để dưới bếp nữa, mình dỡ nó lên cao nha. Để dưới bếp nữa sẽ đừng nó sẽ bị đắng. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái này mình quậy lên nè. Nó có màu đẹp rồi nè. Kẹo của mình, cái màu của mình nè. Đó, cái màu cam của mình nè, đây ha. Rồi bây giờ chúng sẽ đẩy xô vô của mình luôn nha. Đẩy xô từ từ. Đó, mình hạ lửa nhỏ nhỏ mình đẩy xô từ từ vô ha. Mình sẽ trên hết cho nó chợt lại thôi. Thơm lắm luôn cô bác ơi, cô bác thắng cái đường như thế á, làm cái xô gì ngon lắm. Nó màu nó thơm lắm. Rồi bây giờ mình hạ lửa nhỏ nhỏ lại. Mình sẽ trên nó lên thôi. Từ từ, nhỏ nhỏ thôi. Mình trên cho nó đều các bác. Đó, mình đẩy cho nó đều cái xô của mình lên. Vạch ra, dính lại là nó ngon. Nãy giờ tôi quên cái muối quá rồi. Nãy tôi quên mất. Làm giờ biết là mình quên các bác, không nhớ gì hết trơn. Mình đè như thế vậy á, mình lộn qua lộn lại như vậy á, cho cái xôi mình nó nhừ, nó mịn lên. Đó, mình đè như thế này nè, xôi mình nó rất là ngon rồi nè. Mình làm đường cát như thế này thì mình phải thắng như thế này nó mới ngon nha các bác, không thôi nó không có thơm, không thơm được. Thắng cho nó tới chỉ giống như kẹo thì nó mới thơm ngon. Bây giờ mình làm cái tô này nha các bác nè, cắt miếng giấy mình cho nó vô trong cái lồng này. Rồi mình cho nó nằm vô trong cái lồng này của mình, lồng cái khu này. Xong rồi mình sẽ lên một cách xung quanh nữa. Rồi bây giờ Thí sẽ gãi mè nó vô. Đầu tiên mình gãi mè mình dưới lớp này. Sẽ canh một miếng ở trên để mình cắt nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ chất trôi mình vô nha cô bác. Mình làm một lớp. Mình cho nó vô một lớp, còn lớp mình để cho nó mặt ha. Mình cho nó nằm một lớp ở đây. Gì? Đó, mình đều nguồn cho nó qua như thế này. Cho nó đều cái khuôn của mình xong là được. Bây giờ mình sẽ đẩy nó qua đây. Được rồi đó, bây giờ mình sẽ để cái đậu xanh của mình lên. Nhưng mà mình phải chích chích về mình để đậu xanh nó mới dính nha, chứ không thôi là nó sẽ bị dễ quá là đậu xanh nó không nằm vô được. Nhân nó không nằm vô được, nó không đẹp. Đó, mình sẽ cho nó nằm chỗ này. Rồi. Gãi hết đều vô đây. Rồi đó, bây giờ thấy cái đẩy. Đẩy cái nhân cho nó đều qua. Cho nó đều qua hết cái nếp của mình. Chỗ này nó nhân hay nhiều thì chỗ này nó không có nhân nè. Đó, mình đẩy nó qua. Rồi xong mình sẽ cho một phần tiếp theo, cái phần bột của mình là đó. Phần nếp của mình á. Mình lấy giấy nhựa mình làm để thôi nó chứ. Thì để vô cái tay bọc mũi để dính nè. Đó, mình kèo nó qua vậy. Kèo qua vậy. Đầu tiên mình chưa có đè nó, mình cứ khều nó cho nó đều đi đã. Thơm lắm cô bác ơi, thơm cái mùi mình thắng đường á, thắng kẹo á. Rồi thơm cái mùi dừa nữa. Cộng lại thơm ngon lắm.
À, bây giờ mình sẽ cầm nó đều hết rồi, cô bác thấy nó đều hết rồi, mình sẽ đè xuống thôi. Đè cho nó đều như miếng của mình xuống cho nó ém nó chặt lại thôi, rồi bắt đầu là mình sẽ để miếng giấy. Để mè lên rồi mình để miếng giấy lên mình đè nó sát xuống. Cho nó dính lại với nhau. Cô bác thấy không? Thấy đè nè, thấy đè nó sát xuống nè, đó nó dễ rồi đó. Rồi xong bây giờ Thiết sẽ gãi mè lên. Bây giờ cái mè thì nó không dính đâu nha, mình phải đẩy giấy cơm đè nó xuống nó mới dính nè. Đó. Đó, mình dùng tay mình sẽ ém nó xuống nó mới dính mè lại á. Rồi cô bác bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình ốp ra cái này nha. Mình cho nó nằm xuống đây. Cho nằm xuống đây để mình đè phía trên xuống. Mình gỡ cái khuôn mình ra, mình gỡ cái này nè. Đó mình gỡ cái này ra nè, mình đè phía này. Rồi mình siết nó lại để mình đè phía này nha. Đó, dưới bên này nó không có đủ mè nè. Nó thiếu mè, cho nên mình dỡ nó ra để mình để mè vô thêm vô. Ở đây không, không có đủ mè thấy không? Phải gãi nó thêm. Gãi cái chỗ này nó đều, gãi cho nó vô. Cô con là sư phó. Mà là mama. Làm bằng cái khuôn này là an toàn nha, dễ dỡ ra dễ gỡ vô, không phải lót giấy. Rồi cái bánh thì nó dễ, nó sẽ ngon. Gỡ khuôn này ra đó, rồi bác thấy không, mình lót giấy, lót giấy là nó không có bị dính, mà không lót giấy thì phải pha dầu thôi đâu, nó cực ha. Đó bây giờ mình dỡ cái bánh mình lên nè. Nãy còn mè cái thứ đỡ vô. Nằm giữa đều vào. Đó, bây giờ mình dỡ cái miếng bánh của mình ra. Bên nào nó dính thì mình dỡ từ từ ha. Bên nào nó không dính thì mình dỡ trước. Đó. Ở bên đó nó dính cho nó nằm đó đi. Từ từ. Xong. Thấy miếng giấy này. Mama. Cái này cô bác cũng đè nó vô nha. Để nó chóc ra. Cô bác nhìn ở dưới đây nè. Nhìn ở dưới đây nó có nè. Nó có viên đậu xanh chính giữa mình làm á. Nè. Đây mình sẽ cắt nó lại như thế này cô bác. Mình phải có lá chuối hoặc miếng giấy. Mình để nó mới không dính. Không thôi nó dính nha. Cho vừa đi mình nó rất là dẻo, nó sẽ bị dính á. Mình rất là ngon luôn. Miếng cho gì của mình nè. Mình phải để cho lá chuối này nha các bác. Chứ không để lá chuối là nó sẽ bị dính á. Mình làm như thế này mình ăn nó không ngán các cô bác. Mẹ. Hả? Mẹ. Đó, mình lật nó như thế này. Mình cắt nó như thế này là tự động nó không dính à. Cô bác cái xe dưỡng mình nó rất là ngon ha. Đó, để qua đây. Rồi, mình để qua đây. Rồi, mình xong xô vị ngon rồi cô bác. Cô bác nhìn thấy xô vị của mình làm cái màu rất là ngon và thơm lắm và béo, nghe cái mùi kẹo đó, mình thắng nước đường thạch kẹo đó, thơm lắm cô bác, ngon lắm luôn. Hôm nay Thí chuẩn bị đi vô bệnh viện nên Thí cử ăn rau củ, cử ăn bột nếp, cử ăn cá mỡ, những cái đồ mà mỡ dầu thì cử hết ha. Cho nên dừa này Thí cử, nếp Thí cử nè,
thì không ăn được cùng cô bác, nhưng mà mình cũng vẽ ra cùng cô bác ha. Rồi bây giờ Thí sẽ vẽ cái này cho cô bác mình coi ha. Cái xôi mình rất là ngon nè cô bác, ngon lắm đó. Mình vẽ ra một khúc mà mình ăn rất là ngon, nó dẻo lắm luôn nè. Rất là dẻo ngon cô bác ha. Đó. Thì cũng đã cùng cô bác của mình làm cho vị ngon cho gia đình của mình. Khi mình thèm cho vị là mình có làm được cho vị mình ăn. Xong rồi thì xin tạm biệt cô bác cái video này nha. Thì cảm ơn cô bác rất là nhiều. Thời gian qua ủng hộ con của Thí. Thì chúc cô bác luôn luôn khỏe mạnh bình an. Cầu mong thế giới yên bình hạnh phúc, không còn chiến tranh bệnh dịch, để nhà nhà có cuộc sống yên vui hạnh phúc. Cô bác anh chị nào xem đâu cho Thí mà chưa có đăng ký kênh nhấn chuông, thể đăng ký kênh nhấn chuông ủng hộ Thí với nha. Thí cảm ơn cô bác rất là nhiều. Thí xin chào cô bác ở video này, hẹn gặp lại cô bác video tiếp theo.